Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Nạn đói và đại dịch Covid-19. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Trường trình bày. Kính thưa quý vị, những con số mới nhất của Liên Hợp Quốc đã công bố vào tháng trước cho thấy số người bị thiếu dinh dưỡng đã tăng tới 118 triệu trên toàn thế giới. Đưa tổng số khoảng 768 triệu, tức là gần 1 phần 10 dân số toàn cầu tình trạng thiếu lương thực đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực ở Nam Mỹ, Châu Phi, Trung Đông và Nam Á. Phần lớn, sự gia tăng đó là do cuộc khủng hoảng của đại dịch COVID-19 và nó đã bộc lộ các điểm yếu trong hệ thống an ninh lương thực của chúng ta. Cuối tháng 4 năm ngoái, khi mà coronavirus tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, thì chương trình Lương thực Thế giới, viết tắt là WFP, đã từng lên tiếng cảnh báo về một đại dịch khác Nạn đói. Với việc phong tỏa khắp nơi làm hạn chế thu nhập của người nghèo và sự gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Nạn đói và suy dinh dưỡng liên quan đến đại dịch có khi còn khiến cho nhiều người chết vì đói hơn là chính căn bệnh này. Có hơn 4 triệu người được xác nhận đã chết trực tiếp do Covid-19. Nhưng Oxfam, là một liên minh quốc tế chuyên giúp người nghèo, hồi năm 2020 đã từng tính toán rằng Số những người chết do thiếu ăn cao hơn đáng kể, khoảng 12.000 người mỗi ngày có thể chết vì tình trạng thiếu lương thực trong thời gian bị Covid-19. Trong khi nạn đói toàn cầu tưởng chừng đã giảm trong nhiều năm qua, thực tế đã đảo ngược trong vài năm trở lại đây khi mà tình trạng mất an ninh lương thực bắt đầu tăng trở lại do xung đột quân sự ở tại nhiều khu vực và tình trạng khí hậu thất thường cũng như là nạn châu chấu ở bán đảo Ả Rập và châu Phi khiến cho mùa màng bị thất bát. Giờ đây, về vấn đề an ninh lương thực do coronavirus không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Khi mà đánh giá tác động của Covid-19 đối với lợi an ninh lương thực toàn cầu, điều quan trọng là phải xem xét đại dịch ảnh hưởng đến sản xuất và phân phối thực phẩm như thế nào, cũng như là khả năng người dân tiếp cận và mua thực phẩm. Hơn nữa, cũng cần phải hiểu mô hình không gian của đại dịch và tính dễ bị tổn thương của các hệ thống thực phẩm khác nhau. Đặc tính đầu tiên cần hiểu đó là đại dịch COVID-19 đã không được giải quyết một cách thống nhất trên toàn cầu. Thay vào đó thì nó đã lan truyền từ nguồn gốc của nó ở tại Vũ Hán của Trung Cộng đến các trung tâm đô thị lớn, các quốc gia, vùng miền khác trên thế giới, rồi từ đó đến các thị trấn nhỏ hơn và cuối cùng đến các vùng nông thôn một mô hình được gọi là khuếch tán theo thứ bậc. Điều này có nghĩa là thế giới không phải trải qua một đại dịch lớn thống nhất cùng một lúc, mà là một loạt các bùng phát liên kết với nhau về mặt không gian, với thời gian bắt đầu và động lực khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là cư dân của các thành phố bị tấn công đầu tiên thường là các thành phố được kết nối toàn cầu và tương đối giàu có, có thể gặp khó khăn về kinh tế và vấn đề lương thực lúc ban đầu. Sau có thể nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Nói chung thì các quốc gia giàu có vẫn có nhiều khả năng nhìn trước được các vấn đề với sản xuất thực phẩm vì bản chất của chuỗi cung ứng của họ. Rất phức tạp và tập trung. Các nước thu nhập thấp hơn hoặc là các vùng miền nghèo khó hơn. Trong khi đó, ít có khả năng nhìn thấy các vấn đề với việc tiếp cận thực phẩm bởi vì mạng lưới quản lý xã hội yếu hơn. Thêm nữa, cũng vì nguồn lực mạnh mẽ và các quốc gia giàu có vẫn có nhu cầu chu cấp cho dân chúng trong thời phong tỏa. Và tới nay đã nhanh chóng tiêm vaccine trên diện rộng, mở ra hy vọng đại dịch có thể sớm được kiềm chế. Thế nhưng, tác động của Covid-19 đến sản xuất lương thực ở các quốc gia thu nhập thấp khác với lại các nước ở các nước thu nhập cao. Sản xuất cho tiêu dùng gia đình và cho thị trường địa phương vẫn còn phổ biến ở một số khu vực nhiệt đới trên thế giới với chuỗi cung ứng ngắn hơn và sản xuất đa dạng hơn, có thể nói là trong dài hạn thì sẽ không dễ làm gián đoạn hệ thống lương thực trên diện rộng. Một hình thức sản xuất địa phương nữa đó là nông nghiệp đô thị và ven đô quy mô nhỏ, nơi cung cấp cho nhiều thành phố ở các nước nghèo với nhiều sản phẩm tươi sống. Thế nhưng, vấn đề là cũng chính ở các nước nghèo này. Khi mà tình trạng vệ sinh, thiết bị y tế và vaccine thiếu thốn khiến cho các chính phủ không có lựa chọn nào ngoài việc hoặc là phong tỏa kéo dài, hoặc là chấp nhận dịch bệnh lan tràn để duy trì mở cửa kinh tế. Đại dịch Covid-19 đặc biệt khó khăn đối với lại người nghèo nhất ở khu vực thành thị của các nước thu nhập thấp, bởi vì những người dân này phụ thuộc vào lao động ngắn hạn và các hoạt động không chính thức để có thể kiếm tiền mua thực phẩm. Hơn thế nữa, nhiều quốc gia có thu nhập thấp hơn không thể đủ khả năng cung cấp một mạng lưới an toàn xã hội mạnh mẽ cho dân số của họ, như là chu cấp thay thế thu nhập hoặc là cung cấp thực phẩm trực tiếp trong thời gian phong tỏa. Tác động tiêu cực của Covid-19 đối với lợi an ninh lương thực toàn cầu sẽ chỉ ngày càng sâu sắc hơn khi mà căn bệnh này lại đang bùng phát hơn nữa ở các nước có thu nhập thấp hơn. Trong khi vaccine vẫn chưa đủ để phân phối đồng đều và cũng chưa bảo đảm được việc chắc chắn sẽ dập tắt đại dịch hay là không. Những tác động này sẽ làm gia tăng các vấn đề lương thực hiện có làm trầm trọng thêm nạn đói theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trong suốt những thập kỷ qua. Trong khi đó, với chủ nghĩa dân tộc kinh tế và chủ nghĩa bài ngoại đang gia tăng ở một số quốc gia giàu có, sẽ rất khó để xây dựng sự ủng hộ chính trị đối với lại sự hỗ trợ hào phóng của các nước ngoài và cách tiếp cận đa phương để có thể giải quyết nạn đói toàn cầu. Nhưng nếu các chính trị gia không bị lung lay bởi lập luận đạo đức rằng quyền được sống là quyền cơ bản của con người, thì ít ra Họ cũng hiểu rằng việc bảo vệ an ninh lương thực toàn cầu là vì lợi ích của chính họ. Rốt cuộc, nạn đói lan rộng gây ra bất ổn, xung đột và di cư ồ ạt không có lợi cho ai. Có thể nói là hệ thống thực phẩm bao gồm toàn bộ các hoạt động, các tác nhân và tổ chức có liên quan đến sản xuất, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm đại dịch đã buộc chúng ta phải công nhận không chỉ mối quan hệ của hệ thống thực phẩm đối với là sức khỏe và sự tồn vong của con người ở nhiều vùng miền nghèo đói mà còn đối với lại tính bền vững của môi trường và phát triển kinh tế trên quy mô toàn cầu và có lẽ sau đại dịch thì chúng ta sẽ có được một bài học lớn để từ đó tập trung vào phát triển vai trò và sự tương tác của các tác nhân chính trong hệ thống phức tạp này nhằm hướng tới một sự phân phối đồng đều hơn và đồng thời thân thiện với lại môi trường và phát triển kinh tế bền vững hơn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề nạn đói và đại dịch Covid-19. Bài viết do Trang Nguyễn Biên Soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.